Thùy Linh xin chào các bạn, thật vui khi được gặp lại. Thúy Linh xin chào các bạn, thật vui khi được gặp lại các bạn trong podcast đọc truyện hôm nay. Chương trình hôm nay, Thùy Linh sẽ đọc truyện ngắn Con tàu đi về miền gió Bắc của tác giả Nguyễn Trọng Luân. À, trước khi cùng lắng nghe nội dung chuyện ngắn này, thùy Linh xin giới thiệu tới các bạn một số thông tin về nhà văn Nguyễn Trọng Luân. À, ông sinh năm 1952 tại Hà Nội. À, khi còn là chàng sinh viên cơ điện, Nguyễn Trọng Luân đã cùng bạn bè lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông là trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Sau 4 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về, ông tiếp tục học tập công tác trong lĩnh vực cơ khí. Ngần ấy thời gian ngoài mặt trận, nhưng với Nguyễn Trọng Luân là một sự trải nghiệm để mỗi khi cảm xúc dâng trào, ông lại cho ra đời những tác phẩm văn học có giá trị, chạm được đến trái tim của nhiều độc giả. Nguyễn Trọng Luân đã có nhiều tác phẩm được nhận giải thưởng như giải tư cuộc thi truyện ngắn và ký trên tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2012, 2013, giải nhì cuộc thi truyện ngắn và ký trên tạp chí Cửa Việt năm 2012. Giải nhà văn xuất sắc trong năm của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2007-2008. Dừng đói, một tiểu thuyết phi hư cấu có cách khai thác khác biệt về chiến tranh của tác giả Nguyễn Trọng Luân đã được Ukiyoto Canada xuất bản và phát hành toàn cầu từ tháng 3 năm 2022. Tập truyện bản thánh ca vọng mãi gồm 19 truyện ngắn có độ dài ngắn khác nhau. Ở bản thân nhà văn và người đọc như cùng đồng sáng tạo, cùng sống chung với những ký ức lương thiện của một thời đạn lửa, của một thế hệ hy sinh tận cùng nhưng hào sảng cũng tận cùng trong mỗi ngày để sống, để yêu thương và căm hờn. Ngay bây giờ, mời quý thính giả đến với truyện ngắn Con tàu đi về miền gió Bắc trích trong tập truyện Bản thánh ca vọng mãi của Nguyễn Trọng Luân do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020. Đêm thật đen và lặng, gà lưa thương người. Sau chiến tranh, chỉ thấy người ta đổ lên ngược mua sắn khoai với những bao tải và sọt tre. Những anh bộ đội từ trong Nam trở về bụi đất đỏ lầm, có con búp bê mắt nhắm mắt mở, thò bàn chân hồng hồng như nũm khoai sọ non trên nắp ba lô. Lần vác ba lô lách lên tàu và chịu để cho người ta chen mình ba lô không có búp bê, chỉ có hai bộ quân phục cũ, gói vài cuốn sách. Có cây mũ cối là mới được phát trước ngày ra Bắc, anh ôm vào bụng. Mãi rồi anh cũng chen vào được trong toa. Toa tàu lờ mờ hai ngọn đèn bão, lúc lắc lộn nhộn người đứng người ngồi. Năm năm đã xa miền Bắc, xa những chuyến chen trúc, cách quãng leo tàu lên trường học. Vậy mà bây giờ con tàu vẫn thế, khắc khổ khàn khàn còi vọng vào đêm có một cô gái tóc bím hai bên vai cựa quậy mãi mới đứng dậy khỏi ghế anh bộ đội ngồi xuống đây cô nép cong người sang một bên trong bóng đêm lờ mờ lân thấy cô gái dịu dàng đến lạ mùi thơm cũng rất lạ thứ mùi thơm anh chưa thấy bao giờ anh ngượng nghịu ấy chết cô cứ ngồi bộ đội ai lại bắt đồng bào nhường chỗ có tiếng cười khúc khích của những người ngồi bên, lần không hiểu sao họ lại cười. Cô gái lại ngồi xuống chỗ của mình. Thế thì anh đưa ba lô em ôm cho anh đỡ mỏi. Họ cười anh gọi em là đồng bào đấy. Lần cũng cười, gỡ cái ba lô đưa nhờ cô đặt lên đùi, còn mình thì lùi lại, tay vịn lên thành ghế nhà tàu. Con tàu lắc lư, chả thể nói con tàu trườn vào đêm hay là đêm trườn vào tàu tất cả lơ mơ như nhung đen. Mùi khen khét của than đốt lò, mùi quang gánh, mùi tóc, mùi mồ hôi nương vào khoảng hẹp mập mờ. Nhưng Lân vẫn nhận rõ có mùi riêng của cô tóc bím. Ba lô nhẹ tênh thế này sao? Anh cũng ở chiến trường ra đấy chứ? Vâng, tôi vừa từ Tây Nguyên về. Tàu đến ga S tiếng khàn đục ngái ngủ của người đàn bà cầm cái loa sắt tây giữa sân ga uể oải nhắc nhở hành khách xuống tàu tiếng loa ở sân ga mệt nhọc rồi chìm tũng vào đêm lần nghiêng người cố ngó ra cửa sổ hàng cây bạch đàn nay đã cao lớn vụt qua anh cố tìm một nét quen vô vọng hơi lạnh ùa vào toa tàu lần kéo cái khăn rủ thở dài nhớ tới một đêm mùa đông năm năm trước anh đã đi chiến đấu từ cái ga tàu hỏa này. Cô gái ngước nhìn anh trong bóng tối lờ mờ. Những thân người lắc lư trong tiếng rì rầm của người, tiếng ken kết của bánh xe tàu hỏa. Họ xuống ga và lúc gần sáng, sương trắng trên mặt đường đá lộn nhộn lối ra đường quốc lộ. Cô gái hỏi, anh về đâu? Tôi về trường đại học gần đây. À, thế thì ta lại cùng đường cô suýt xoa kéo cổ áo, lần đưa cho cô gái cái khăn rủ. Này, cô choàng cái khăn này cho ấm, đừng chê lính hôi. Nó theo tôi nhiều đêm trinh sát bám địch đấy. Nếu không có câu nói này, chắc chả đời nào cô gái chịu nhận tấm vải rủ choàng lên ngực mình. Cô kéo cái khăn rủ, cảm thấy có mùi khét thuốc lá và cũng như lần cô thấy một mùi rất khác lạ với mình. Họ đi lẫn cùng nhiều người về cái trường đại học trên một triền đổi. Lần không hỏi cô ở lớp nào hay là nhân viên phục vụ hoặc giả là con một gia đình nào trong trường. Cứ nghe líu xíu cô kể trường đã có sân đá bóng, ra gần quốc lộ. Nào là trường này mấy năm nay thi vào khó lắm đấy. Nào là đói ơi là đói. Câu chuyện díu dò như hai người đã thân quen nhau lắm. Còn Lân, anh đang hít thở cây hương cỏ khô và ngai ngái lá bạch đàn mà nhiều năm nay anh xa nó. Cứ thế mải mê đến nỗi, lúc chia tay anh vẫn đang mơ màng, nhìn hút về phía lớp mình sơ tán ngày xưa, sau dãy đồi lờ mờ trong sáng sớm. Lần đi về phía cổng trường, xà vào mấy quán hàng dọn sớm, mua hai khúc sắn luộc, rồi ra một gốc cây vừa ăn vừa hút thuốc. Sương lạnh, anh chợt nhớ cái khăn rủ. Thì ra lúc chia tay cả anh và cô gái đều quên. Lần mỉm cười, nghĩ đến khuôn mặt cô gái, anh cũng chưa non rõ. Rồi lại nhớ cái vải rủ từng nắm cơm mang lên chốt, từng làm chăn đắp lên mặt những lúc ngủ rừng. Tự nghĩ cái khăn về với chủ mới chắc là ý trời. Lần về học năm thứ ba, anh không kịp nghỉ ngày nào mà lên lớp luôn. Chà bù mấy đứa về năm thứ hai khối môn đã thi rồi nên được miễn tha hồ chơi xong. Trường bây giờ rất nhiều bóng áo xanh bộ đội. Những buổi lên lớp nhìn những khuôn mặt sốt rét lẫn trong bao nhiêu khuôn mặt dạng ngời của các bạn trẻ cứ như một nồi sôi đỗ. Vừa ra khỏi chiến trường đã ôm ngay cái bài tập lớn về nguyên lý máy. Đêm đêm trong đèn ngồi rút thước logarit và cắm đầu vào vẽ một lần có cái bóng đèn 100 oát chập nổ, tưởng như lựu đạn địch ném vào. Lần chúi ngay đầu vào gầm bàn. Các bạn cùng phòng cười ré lên. Lần mang tên, lần bóng đèn, từ ấy. Những người bạn học đâu có hiểu cái phản xạ của người lính chiến vừa ra khỏi chiến trường. Họ cười, kệ họ, lần nghĩ thế. Vài tuần trôi qua, một chiều thấy người con gái đi từ lớp năm thứ nhất qua cửa ký túc xá. Cô gái tóc bím lần ngỡ ngỡ nhưng không dám hỏi vì thấy cô cầm tập giáo trình lên lớp. Cô gái chợt nhìn thấy lần, dường như cô nhận ra anh nhưng rồi lại bước đi. Cái bím tóc buông xõa bờ vai tròn lặn trong tấm áo len. Lần quay ra hỏi bạn cùng lớp, họ bảo đó cô giáo dạy toán năm thứ nhất, học tổng hợp khắc cốt mới về. Thì ra lần đã quen một cô giáo mà lại là cô giáo học ở Tây về anh đi vào phòng xốn sang quá bản vẽ nguyên trường đại học danh tiếng. Cô về nước giữa lúc cuộc chiến chống Mỹ vào hồi cuối cùng, mang vali đến nhận việc ở một trường đại học miền núi, lương buồn rười rượi. Chiều hôm đầu tiên đến trường, cô nhìn rừng cây bạch đàn trên một vùng cỏ úa, nhìn sinh viên cầm bát đi ăn cơm ở một nhà ăn lợp lá, có những cái chảo nước sôi lúc nào cũng ám khói. Cô muốn bỏ về Hà Nội đi tìm một nhiệm sở khác. Từ hôm gặp chàng sinh viên đi lính về, Lương lại bỗng nhớ về một người bạn mà cô chưa hề biết mặt. Hồi ấy có phong trào nữ sinh các trường đại học viết thư gửi ra chiến trường, động viên bộ đội. Các lá thư từ hậu phương của các cô gái gửi ra tiền tuyến đều được đóng vào những bao gạo, chuyển vào chiến trường. Bộ đội đi lấy gạo về, tập hợp những lá thư và mỗi chiến sĩ được cấp trên phát trăm một lá, ai chưa nhận thì đợi đợt sau, kiểu như cơm không ăn gạo còn đó, bao nhiêu tâm sự của các cô gái được người lính mang theo giữ gìn như tâm tình của người thân của mình. Họ cũng gửi những dòng chữ vội vàng để khói súng về cho các bạn gái mà chưa hề biết mặt. Lương có một lá thư của một người lính, tên Chiến, quê ở Mê Linh, anh kể anh vừa ở chiến dịch đường 9 Nam Lào. Những lá thư của anh thật hóm hình và rất gọn gàng khúc chiết. Lương biết anh cũng là sinh viên năm thứ hai, đi bộ đội. Chỉ có điều anh không bao giờ nói là anh học ở trường nào. Anh cứ bảo rồi ngày em về nước em sẽ biết về anh. Khi đơn vị anh rút ra Hà Tĩnh kết thúc chiến dịch đường 9 Nam Lào, thư anh kể anh sẽ còn đi vào sâu hơn nữa vì chiến trường đang vào hội quyết liệt có một lá thư lương nhận được trong ấy, có một cánh hoa sim ép khô từ kỳ anh hạ tĩnh. Anh viết, em thân mến, có một hôm bọn anh lấy gạo trên sông Sa Bang Hiang. Những bao gạo trôi trên sông, dạt vào bờ, đơn vị nào vớt được bao nào thì mang về bao ấy. Trời run rủi cho tiểu đội anh vớt bao gạo sọc xanh, trong đó có năm lá thư. Anh may mắn có thư em. Em là học sinh Hà Nội, anh nhà ở quê Vĩnh Phúc chuyện cứ như tiểu thuyết em nhỉ. Mong rồi có ngày ta gặp nhau lúc đất nước giải phóng và em về. Vài ngày nữa, anh sẽ lại đi sâu vào chiến trường gửi em bông hoa rừng, nơi anh đóng quân trước ngày đi chiến đấu, về nơi xứ tuyết. Chuyện tình cảm mỗi con người cứ như từ trên trời rớt xuống. Muốn cũng chả được, dẫy ra thì nó cứ vận vào thật chặt. Lính chiến trường bỗng nhiên có chỗ bấu phiếu thiêng liêng cứ lúc nào mệt mỏi, lúc nào khó khăn, lại mang lá thư của một cô gái nào đó ra đọc là thấy mình khỏe hơn lên. Lời động viên của người khác giới, nó mạnh mẽ hơn nhiều lần, lời hô hào chính trị tư tưởng. Lính ở trận tiền chỉ cần có thế, đơn giản vô cùng, đơn giản đến mức trong sáng cực đoan. Lần thập thò ngoài cửa phòng cô giáo toán tên Lương, trong phòng ồn ào lời chúc mừng và rất nhiều những bông hoa hồng, chiều nay lần bỏ công lên đồi chọn lựa mãi được vài bông hoa sim mọc sớm nó không tím như lúc vào hè nó phơn phớt thèn thẹn như má con gái trên đường đi lên khu nhà giáo viên lần cố tự nhắc nhở mình không được gọi các thầy cô giáo là đồng chí cái thói quen ở bộ đội nhiều khi làm anh đỏ mặt trước các cô gái học cùng khoa họ cười phá lên khi anh gọi họ là các đồng chí con gái cả phòng các thầy cô giáo trẻ ngạc nhiên thấy anh học trò mặc áo lính bước vào với bó hoa rừng. Lần ngượng ngủng và cô giáo lương còn ngượng ngủng hơn. Anh đứng im một lát trước sự im lặng của mọi người, toàn những là giáo viên trẻ, mạch lạc nói. Tôi, à là em chúc sức khỏe các thầy và chúc mừng ngày 8 tháng 3, cô giáo lương. Có một thanh niên ăn vận lịch sự nhìn Lân ngạc nhiên và dò xét, đôi mắt bỗng nhíu xuống các thầy giáo đều vỗ tay hoan hô sau lời chúc của anh học trò lân riêng một người không vỗ tay cô lương đỡ những bông hoa rừng trên tay lân có một cảm giác thật khác lạ cảm giác không giống những lần cô được bạn tặng hoa ở nước ngoài lần ra về ngay sau ít phút con đường về lớp bập bềnh bóng bạch đàn và những ngôi sao rất xanh trên vùng đồi trung du nhưng chuyện xảy ra ngoài dự kiến của lân và lương một năm sau ngày giải phóng miền nam trường được nghỉ ba ngày cô lương nhờ lân đưa đi vĩnh phúc đến nhà người lính trong thư suốt dọc đường đi lương ngồi sau xe đạp của lân qua phà chèm rồi theo đê sông hồng về quê anh lính lân cắm cúi đạp xe không hề hỏi cô giáo là đến nhà ai ở đâu anh thẩm nghĩ người con trai nào lại may mắn đến thế rồi anh ước ao có một ngày anh cũng có một cô giáo chỉ là một cô giáo miền quê thôi đến tìm anh như cô lương đây nắng nhễ nhại nắng xanh ngằn ngặt trên đồng ngô thấp thoáng những người chăn bò ven sông lờ đẫy nhìn đôi trai gái đèo nhau đi trên đê họ đang cần tìm một bóng sáng đeo ba lô hối hả trở về chứ chả cần những mái đầu phi dê ống ả à. đến một lối rẽ vào làng có cây vông cổ thụ lương hỏi cô gái cắt cỏ đường vào nhà anh lê chiến lần giật thót mình cô gái cắt cỏ ven ruộng ngô thẳng thốt, nhìn hai người lạ, rồi chỉ vào ngôi nhà trong vườn xoan. Lường hồi hộp, còn Lân cũng thấy lạnh ở sau gáy. Một người con gái chạy ra, rồi sững lại nhìn cô Lương, rồi nhìn sang Lân với bộ quân phục bạc màu. Người con gái nhà quê, líu xíu mời khách vào nhà. Trên bàn thờ là ba tấm ảnh, hai già một trẻ. Tấm ảnh anh bộ đội chính là Lê Chiến. Cô giáo Lương khuỵu xuống, còn Lân thì bàng hoàng đỡ cô, trong khi mình cũng thấy chân tay bại hoại. Anh đấy ư, lương thốt lên, còn Lân thì cũng buột ra lời. Chiến ơi, ra là nhà mày đây ư. Lương xoay mặt nhìn vào Lân, rồi đột nhiên cô ôm lấy anh. Lân bỗng ôm chặt lấy cô giáo, nước mắt rơi lên mái tóc uấn gọn gàng của người con gái. Tự dừng tay Lân vuốt lên mái tóc cô Lương, nghe rõ nhịp tim cô gái đập trên ngực mình phút chốc, căn nhà như thinh không, hình ảnh người bạn chiến đấu cùng trường hiện về. Cũng lúc ấy, lá thư và cánh hoa sim khô miền trung cũng hiện về. Không gian như co hẹp lại, với mùi hương trên hai bát hương vẫn thâm trầm. Bố chiến mất trước ngày giải phóng một năm. Người ta báo tử lê chiến chỉ sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng chừng ba tháng. Mẹ chiến đổ bệnh và cũng chỉ sau ba tháng là qua đời người em gái của chiến lấy chồng làng bên nước mắt chưa khô ngày ngày đi về thắp hương cho cha mẹ già và một người anh chết trẻ căn nhà lạnh lẽo chỉ có tiếng chim ngoài vườn thì vẫn ríu san sáng hôm ấy cả lân và lương nghe thấy tiếng cuốc kêu ngoài bờ dậu lâu lắm rồi lần mới nghe thấy tiếng chim cuốc gọi hè tiếng cuốc gọi hè nghe mà như nhìn thấy màu vải chín, nghe mà như ngửi thấy cả mùi hăng hắc, bẻ cành vải đẩy những kiến đen. Tiếng cuốc kêu ở sau hàng râm bụt, có những bông hoa vòi đỏ chỉ cong xuống ruộng lúa ong óng vàng. Sau chiến tranh, màu hoa đột nhiên đỏ thế. Lần đứng bẩn thần bên hàng rào đẩy những hoa dâm bụt vườn nhà chiến. Anh chợt nhớ chiến nói với anh trong một đêm bám địch. Bố tao chỉ thích cái bật lửa tàu, tao để dành cái này, mang về cho bố tao đi cày, đi đêm đó đêm hôm. Lượt trở về chiếc xe đạp nặng như trì, con đường lúc về mới thấy nhiều ổ gà. Lân và cô giáo lương không ai nói lời nào. Sông Hồng đang mùa nước, những bọt bồi băng đầu mùa sủi lên những tàng bọt như trái bưởi lẫn rìu rác oảm oạp dưới đê. Đến gần chèm, họ nghỉ lại bên một cái điếm canh. Lần ngắt hai chót lá chuối, trải trên mép cỏ, hai người ngồi nhìn sang sông. Cái cột điện chèm lửng lửng chọc lên trời, có mấy cánh tay khẳng khiu muốn gục xuống vì mớ dây điện qua sông quá tải cũ mềm. Lần đăm đắm nhìn hàng dây điện ngang sông như một dấu bằng. Cái dấu bằng mỏng manh quá, chỉ cách một con sông thôi, một bên là thành phố sáng đèn, một bên là nhà quê áo nâu chân đất. Lần nghe đâu đó có câu mọi đẳng trị, chỉ là tạm thời, còn bất đẳng trị mới là vĩnh viễn có thể xã hội mới phát triển lương ngồi bên lân cô chợt nhớ tấm khăn rủ hôm nào nhưng cô không muốn nhắc đến nó cô sợ mất đi thứ mà mình rất áy náy nếu không trả lại chủ nhân đột nhiên lân nói như nói một mình chiến nó chết lúc đánh tuy hòa biển thì xanh ngợi ngợi còn nó thì nằm lại ở cánh đồng lúa con gái chả biết cái bật lửa có gửi được về cho bố nó không tự lúc nào không rõ lương đã nép vào vai lân Cô đặt bàn tay mình lên ngực áo quân phục bạc màu của anh. Bàn tay run run và môi cô áp vào môi người lính học trò. Đúng lúc ấy, có một thằng bé đánh rậm đi từ ven đê lên. Nó giật mình rồi chố mắt nhìn hai người lạ hôn nhau. Bỗng nhiên nó ủ té chạy, cái rậm kéo lê trên cỏ khuất vào bụi tre làng. Chuyện cô giáo toán tên Lương đi với anh học trò lân bỗng trở thành tin gì rầm ở khu giáo viên chả ai nói quả quyết điều gì, cũng chả thể có ai chứng minh trai trên gái dưới gì. Nhưng người ta nói rằng, con mắt cô Lương tự thú hết thảy. Trong lớp, trong khóa học với Lân, chả có ai mảy may biết chuyện Lân đã đi với cô giáo về Vĩnh Phúc tìm bạn hôm ấy. Sau chiến tranh đất nước đang hồi khốn khó, những vết thương đang mọc xa non ngứa nhâm nhầm, cả những vết thương lòng, vết thương sọ não, âm ỉ mãi rồi bộc phát ra ở mọi phía đời người của xã hội. Ấy vậy mà có một hôm anh Thụ tổ chức khoa xuống gặp Lân, bóng đèn, hai người ngồi chuyện trò lâu lắm ngoài phòng học. Anh Thụ cũng từng là bộ đội, đánh bên Lào hồi con le, về học khoa cơ khí rồi ở lại trường làm tổ chức. Anh Thụ, Lân à, biết là yêu thì không có tuổi và càng không có đẳng cấp và trên hết yêu không có tội nhưng tớ nghĩ cậu cũng đủ bản lĩnh để làm cái việc không ảnh hưởng cho khoa mình chỗ cùng là đảng viên mình nói thật cậu có thể hiểu mình lần ngước nhìn anh thụ người mà lân yêu quý từ hồi chưa đi bộ đội anh yên tâm đi em biết là cô ấy yêu ai chứ anh anh thụ nắm tay lân ra về lúc trời chạng vạng tối đêm ấy lân ngồi trước bản vẽ máy cắt kim loại đến quá một giờ sáng những trục, những ổ bi doang phớt nhảy múa chập chờn, những con tính xác định mô men hàng hàng lớp lớp như rào dây thép gai trồng đống. Mùi tóc cô giáo lương thật lạ, con mắt lương lúc nhìn lân trên đê sông Hồng cũng thật lạ. Lân cảm giác mình là một người con trai nào đấy mà lương đi tìm mơ hồ. Sau ngày hôm ấy Lân hiểu ra Lê Chiến và Lương đã nhiều lần viết thư cho nhau Cũng như Chiến Lân từng nhận được lá thư của một cô gái nào đó nhưng chiến thì sâu sắc, còn lân thì nông nổi. Chuyện thư tử như một tập phim thoáng qua với anh, nhưng cũng nhờ những lá thư ấy mà các anh đã sống quyết liệt trước đạn bom, nhưng lại thấm đẫm yêu thương với người đời. Chỉ có các anh mới hiểu, lấy mình, còn người ngoài cuộc hiểu các anh thì khó. Khuya lắm, lúc tiếng còi tàu ngoài ga phía gang thép chu lên, lân bừng tỉnh. Lương đã thấy lân chính là chiến, nụ hôn với lân là nụ hôn mà lương trao cho chiến đó thôi. Lân gì dầm, chiến ơi, tao đã gặp cô ấy, tao đã hôn cô ấy, tao nhân danh mày để được người con gái xinh đẹp ấy ban tặng nụ hôn đầu đời. Tao cảm ơn mày, chiến bật lửa ạ. À. Người ta nói nụ hôn đầu đời thiêng liêng lắm, thế mà nụ hôn đầu đời của tao là do mày mang lại. Cô gái tên Lương kia đâu có biết mày nằm lại trên bãi biển Tuy Hòa, ta sẽ kể về mày thế nào với Lương để cô ấy hiểu cái chết lẫm liệt của mày hôm ấy. Ngày nhận đồ án công nghệ chế tạo máy cũng là học kỳ thứ 9 ở trường. Đây là đồ án môn học quan trọng của Lân. Lần sững người khi thấy tên giáo viên hướng dẫn mình lại là người giáo viên anh đã gặp trong ngày mùng 8 tháng 3 ở phòng cô lương năm trước. Hôm ấy lần nhớ, khi anh tặng hoa cô lương tất cả vỗ tay, chỉ có người giáo viên này ngồi lặng im. Đã một năm nay, anh không hề nói chuyện với lương, tuy vẫn gặp cô lên lớp dạy năm thứ nhất. Những buổi tập trung toàn trường, anh vẫn tìm bóng cô giáo ngồi ở khối giáo viên. Anh vẫn biết có cặp mắt cũng nhìn về phía khóa sắp ra trường bọn anh. Anh cũng biết có một thầy giáo không thích màu áo lính bạc phơ phếch như anh. Nhưng điều bất ngờ hơn là ngay ngày hôm sau, bộ môn gọi lân lên thông báo, anh chuyển thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn mới này đã già, gọi anh vào phòng và nói. Thầy Hồng đổi anh sang cho tôi và có nhờ tôi quan tâm giúp đỡ anh vì anh ở chiến trường về. Anh yên tâm, tôi sẽ làm việc với anh để cùng hoàn thành đồ án này. Đêm ấy, lại lần nữa nhớ tới cái đêm chiến bật lửa hy sinh trên cửa biển Tuy Hòa. Thế mà đã hai năm rồi, đột nhiên anh nghĩ chắc giờ xương thịt chiến đã tan hết. Lần bước ra ngoài, đêm trung du gió ngàn ngạt thổi trên những đồi cỏ úa và bạch đàn phở phạc. Trời Việt Bắc đầy những ngôi sao li ti, mà quái lạ, đến bây giờ Lân mới nhận ra những ngôi sao trên trời Trung Du Việt Bắc xanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Khi lần làm đồ án tốt nghiệp đại học, ấy là lúc vợ chồng cô giáo Lương chuyển công tác vào miền Nam. Anh chỉ biết tin này khi gặp một cô giáo dạy sức bền vật liệu cũng học ở Liên Xô về báo tin và chuyển lời tạm biệt của Lương. Thế là Lân không kịp kể cho cô giáo Lương nghe chuyện vớt cái bao gạo trong đó có thư của cô từ Liên Xô gửi về. Một chiều bên bờ xe băng hiêng, tiểu đội đi lấy gạo dùng dây song trăng ngang chắn trên đầu thác, rồi dùng móc meo kéo những bao gạo dạt vào. Các chiến sĩ đều hiểu mỗi bao gạo vào tới đây là mồ hôi và máu của người vận chuyển. Bằng mọi giá, phải lấy được hết gạo trên sông. Lúc ấy, máy bay địch phát hiện ra bến đón của ta lao tới ném bom. Đó là bao gạo cuối cùng được vớt lên, cũng là lúc bom nổ. Tiểu đội hy sinh mất một chiến sĩ trẻ mang quê Hà Nội Lê Chiến vác tử sĩ chạy về trước, còn tiểu đội khiêng gạo về cứ trong chiều trạng vạng. Đêm mấy, mở bao gạo ra có năm lá thư, một lá thư mang bỉ thư nước ngoài, Chiến nói, lẽ ra lá thư này của thằng Hùng, nhưng nó chết rồi, tớ sẽ nhận thay nó, lần nghĩ bụng không kể chuyện này cho Lương, có lẽ lại hay hơn. Chả ai muốn lá thư của mình lại có số phận dính với cả hai người lính chết trẻ từ hôm ấy, sau mỗi bữa cơm chiều, lần lững thững đi trên đồi bạch đàn về hướng có những dãy nhà lợp ngói của giáo viên. Anh như thấy có chiến về thủ thị với mình. Chiến hỏi về đồ án, về dự tính tương lai, rồi cuối cùng bao giờ chiến cũng hỏi về lương. Cũng từ ấy, lần lại càng thấy những ngôi sao trên trời Việt Bắc xanh hơn, thấy mùi hương rừng bạch đàn quyến rũ, hệt như mùi tóc cô giáo lương lần đầu tiên anh gặp trên chuyến tàu mùa đông đời có những chuyện càng rũ ra nó càng vận vào mình trời thì lỏng lộng thế thôi chứ nó vo tròn lại được ấy mà con người cực đoan thì bảo chuyện đời chuyện tình cũng giống hệt và tuân theo nguyên tắc vật lý vậy thôi mọi sự vận động rồi cuối cùng nó sẽ trở về vị trí thế năng thấp nhất lần trở thành phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm cả an toàn lao động một tổng công ty cương vị này khiến anh vào ra Nam Bắc thường xuyên 30 năm nay, anh hầu như đã quên chuyện cô giáo lương và thầy giáo Hồng thì đời lại khiến anh gặp thầy Hồng cô lương. Một lần có vụ tai nạn lao động chết người của công ty Thành viên tại Sài Gòn, lần thay mặt tổng công ty vào giải quyết vụ việc, giám đốc công ty Thành viên chính là thầy giáo Hồng. Thầy nói: "Tôi xin nhận khuyết điểm để xảy ra tai nạn này, thưa đồng chí phó tổng giám đốc, tôi xin từ chức và nhận đóng góp phần bồi thường cho công nhân bị nạn." Ở cuộc họp ra, thầy giáo Hồng nắm tay Lân và nói Tôi hiểu anh, biết là anh sẽ tìm cách chiếu cố cho tôi. Nhưng anh Lân ạ, à, ta hiểu nhau từ 30 năm trước rồi. Tôi không hối hận đâu. Trước khi về, thầy Hồng nói với Lân Vợ tôi vẫn khỏe và cũng sắp nghỉ dạy ở Đại học Sư phạm thành phố rồi. Cô ấy vẫn thường nhắc tới các anh. Một mùa đông 40 năm sau ngày thống nhất, bà Lương lại mới ra Việt Bắc. Lần này bà đi về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường đại học mà bà từng làm giáo viên những năm mới vào nghề. Con tàu không còn cót két hôi hám như ngày xưa, nhưng bà thấy buồn. Chồng bà đã mất cách nay vài năm vì bạo bệnh, còn các con đều học giỏi và định cư ở nước ngoài. Bà đang trở lại vùng gió bấc mà bà đã từng tê tái, từng yêu cái rét thấu xương, nhưng lại cứ hay làm má con gái ửng đỏ. Bà rút máy điện thoại, Gọi cho bà bạn từng là giáo viên, sức bền vật liệu đã nghỉ hưu. Bà dặn bà bạn nhớ mang cái gói khăn rủ mà trước khi vào Nam, bà cẩn thận gửi bạn giữ hộ. Bà biết ngày mai lần cũng sẽ về hội trường, bà sẽ trao lại cái khăn rủ mà 40 năm trước anh đã quàng lên cổ mình vào một đêm gió bấc. Các bạn thân mến, dường như mối quan hệ giữa Lân, Lương, Chiến, ba nhân vật trong truyện ngắn được bao phủ bằng một màn xương bí ẩn của tâm linh. Kết thúc chuyện đúng vào thời điểm 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, ngày Lân lên tàu từ miền Nam về quê khi bất chợt gặp cô giáo Lương cùng chuyến tàu về Thái Nguyên, thì bà Lương lại từ miền Nam trở về Việt Bắc, chồng bà đã mất cách đấy vài năm vì bạo bệnh. Bà đang trở lại vùng gió bắc mà bà đã từng tê tái từng yêu cái rét thấu xương nhưng lại hay cứ làm má con gái ửng đỏ. Bà rút điện thoại gọi cho bà bạn từng là giáo viên sức bền vật liệu đã nghỉ hưu. Bà dặn bà bạn nhớ mang cái gói khăn dù mà trước khi vào Nam bà cẩn thận gửi bạn giữ hộ. Bà biết ngày mai Lân cũng sẽ về hội trường. Bà sẽ trao lại cái khăn dù mà 40 năm trước anh đã quàng lên cổ bà vào một đêm gió bấc một truyện ngắn rất ấn tượng. Có lẽ vì vậy mà tác giả đã lựa chọn truyện ngắn này để mở đầu cho cả tập truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Trong podcast số tiếp theo, các bạn muốn Thùy Linh lựa chọn chuyện ngắn của tác giả nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Thùy Linh biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào podcast số sau các bạn nhé.